Vâng, xin chào tất cả anh em audio đã đến với Phạm Thức Audio ngày 12 tháng 7 năm 2022. Ngày hôm nay thì lúc sáng em có đăng lên chiếc Equi Victor Sia 50. Đây, còn 8 con nữa. Từ sáng giờ chốt được 2 con rồi, còn 8 con nữa. Và trong bài thì có một anh gọi điện đến xem là còn một chiếc Equi nào rẻ hơn chiếc Equi 50 hay không mà yêu cầu của anh là mặt màu trắng. Trong video ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn đáp ứng theo nhu cầu của anh. Đó là chiếc lọc xì Technic SH8010 đời 4 số của dòng Equi Technic. Technic thì để nói về mặt phay trắng phao như thế này thì rất ít nhá, rất ít trên thị trường, gần như là không có. Chiếc lọc này này, anh em không tin cứ tra thử trên Google. Đây là một trong số những con lọc xuất Mỹ, xuất cho thị trường nước ngoài và nó rất hiếm trên thị trường Việt Nam. Theo đường Campuchia về gần như là không có. Con này là em mua đấu mạng nhá. Em mua đấu mạng. Nên độ đẹp của nó thì anh em phải nói thật sự ra một câu, nó là mỹ miều luôn chứ đừng nói là đẹp. Đây, anh em nhìn này. Đó, cái độ đẹp của nó phải sạch sẽ. Đấy, đẹp không những sạch sẽ mà độ zin của nó là tuyệt đối. Tha hồ chơi, không sợ lo lắng, không suy nghĩ, không lăn tăn bất cứ một vấn đề gì. Đó. Con này được sản xuất từ những năm 1979. Chuẩn xác luôn, sản xuất năm 79. Và đến năm 80 thì nó không sản xuất nữa. Chiếc lọc này rất phù hợp cho những ai nghe nhạc bolero, cần chỉnh sửa âm thanh nhưng không cần chỉnh sửa quá sâu. Đấy, là dành cho những người lớn tuổi một chút, hoặc là những bác mà ít tiền, thì chiếc Equi này là quá hợp lý. Em công bố luôn đi, giá của chiếc Equi này chỉ có 2,7 triệu thôi nhá. Con Equi này này, khi qua quai không có quai, tiếng của nó rất mạnh luôn nhá. Đây là không có quai này. Các bác nhìn nhá, cái đèn tín hiệu của nó chỉ lên được đến chưa đầy số 3 này, non số 3 nhá. Nhưng khi qua quai này tăng lên được đến 6-7W. Đó. Sự hiệu quả âm thanh của nhạc mạng khi qua lọc xì, tác dụng của nó là làm âm thanh to lên, rõ nét hơn, sâu sắc hơn và lọc cho tạp âm xì nó bớt đi. Đó, đấy là tính chất của lọc xì. Con lọc này được thiết kế với khổ rộng nhé, khổ 43cm chứ không phải là khổ 42. Technic nó chủ yếu và nó thiên về khổ 43. Rất hợp với bác nào mà chơi S90D mà đang có con Technic V7, V8, V9 là khổ nó đang khổ 43. Con này là lên vừa khít luôn và cũng là mặt phay nhôm màu trắng. Sự lựa chọn sáng suốt cho quý vị các bạn đây. Chiều cao của nó là 9,7 và chiều sâu của nó là 24cm. Chiều sâu của nó này, 24cm. Đây là màu sơn nguyên bản. Sơn nguyên bản không spa. Mà đẹp như thế này thì các biết, cái lúc nãy em nói là hàng đấu mạng, không thể sai được đúng không? Sắc xi của nó bên trong thì phải nói là vàng 9 con số 9. Đó. Dòng Technic thì các bác lưu ý nhé, linh kiện của nó không nằm ở dưới bản nằm, mà nó sẽ nằm trên bản nằm rồi gộp lại xuất ra. Nó khác, đây. Cứ mỗi một cần gạt nó sẽ có rất nhiều các VC xử lý, VEC xử lý. Đấy. Nguồn đây. Đây các bác nhìn, vàng này có phải là vàng 9 con số 9 không? Có khi phải thêm một số nữa thành 10 con số 9 chứ không phải là vàng 4 con số 9 như anh em mình hay đi ra quán mua đâu. Đấy. Ra mấy cái tiệm vớ vẩn đi, bạch kim bạch kiếc để mua ấy. Làm sao mua được màu vàng này được. Mã số CD của con này là A178 đuôi cuối. Độ đẹp của nó gọi là chấm hết luôn. Đúng không? Chấm hết luôn. Đẹp, mỹ mãn, sắc sảo. Chính vì độ đẹp của nó như thế mà nó hoạt động đừng chê nè. Chẳng nghe lại lỗi. À. Bật tép lên rầm rầm luôn. Âm ly gần như không phải hoạt động. Nhàn hạ đi bao nhiêu, âm ly đang đây. Bát đang để số 5, tép đang để số 6. Nè. Nếu muốn tép này được. Đấy, không có tép nữa nhỉ. Nhàn chán. Như kiểu đi ăn thiếu gia vị.
Con này có hai cổng tín hiệu vào, một cổng tín hiệu vào chính và một cổng tín hiệu vào táp. Đây anh em nhìn nhá. Muốn vào cổng táp thì gạt cái nút này xuống. Sau đó mình cắm tín hiệu đường vào. Là tín hiệu đây, tín hiệu ngoài cùng này. Đấy, tín hiệu ngoài này là tín hiệu vào thứ hai. Đó. Rồi, giá thì nói rồi, thông số kỹ thuật nói rồi, độ đẹp quay rồi. Tất cả mọi thứ chỉ còn chờ các bác chuyển khoản đặt cọc cho bên em 500k, em sẽ ship COD tận nhà cho anh em. Anh em kiểm tra hàng và thanh toán nốt tiền cho bên bưu điện. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thư Cao Đường.